trái ngọt ngọt nhất ấy, nó nằm cuối con đường. Thế còn đi đến đâu ấy là do mình quyết định, là các quý vị quyết định. Thế còn Masan và cái sứ mệnh của công ty Masan nó gắn với cái tiêu dùng. Chúng ta bắt đầu từ các cái nhu cầu tiêu dùng của bản thân, và Masan gọi là sản xuất ra các cái sản phẩm và xây dựng nhãn hiệu. Khi Masan bước vào lĩnh vực bán lẻ, nó không còn chỉ là Masan, mà Masan cùng với hàng nghìn nhà cung cấp sẽ cùng nhau thỏa mãn những cái nhu cầu lớn chưa được đáp ứng của người tiêu dùng. Với câu chuyện ngày hôm nay, khi người tiêu dùng không chỉ ở cái gọi là off mà bắt đầu bao gồm cả on và off, thì Masan vẫn tiếp tục cái hành trình để gắn với người tiêu dùng, với cái sự tiêu dùng. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, từ trùm buôn mì gói đến chủ tịch tập đoàn Masan. Nhắc đến tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, nhiều người sẽ cảm thấy vị doanh nhân này có nét tương đồng với ông Phạm Nhật Vượng. Cả hai doanh nhân này đều chọn mì gói để khởi nghiệp nhưng lại có hướng phát triển khác nhau. Ông Nguyễn Đăng Quang được mệnh danh là ông trùm mì gói vì tập trung vào mì và gia vị. Đến thời điểm hiện tại, các sản phẩm của Masan vẫn luôn được thị trường đón nhận, trở thành bước đệm để ông trùm mì gói mở rộng quy mô ra nhiều lĩnh vực hơn. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang sinh ngày 23 tháng 8 năm 1963 tại Quảng Trị. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Nga Plekhanov Nga và tiến sĩ vật lý hạt nhân, Đại học vật lý ứng dụng, Viện Hàn lâm khoa học Belarus. Ông Nguyễn Đăng Quang là một trong những doanh nhân nổi danh từ các nước Đông Âu. Theo trang tin Bloomberg, năm 2018, chủ tịch tập đoàn Masan bãi chứng khoán MSN sở hữu khối tài sản lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Bloomberg còn đặc biệt danh cho ông Nguyễn Đăng Quang là ông trùm hàng tiêu dùng Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh con đường trở thành tỷ phú của nhà sáng lập Masan dựa trên mục tiêu đưa nước mắm và các đồ gia vị thiết yếu len lỏi vào trong căn bếp của mọi hộ gia đình người Việt. Thời điểm đó, ông Quang đang sở hữu 377,596 triệu cổ phiếu MSN, tương đương với 32,46% vốn điều lệ của tập đoàn Masan. Tháng 2 năm 2019, ông Nguyễn Đăng Quang có tên trong danh sách 5 tỷ phú đô la người Việt Nam của tạp chí Forbes. Mới đây nhất, theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, ông chủ Masan tiếp tục trở thành một trong 6 đại diện của Việt Nam có mặt trong danh sách tỷ phú đô la của Forbes. Sau thời gian dài học tập tại Nga, ông Nguyễn Đăng Quang quyết định khởi nghiệp bằng việc bán mì gói cho những người Việt sinh sống tại đây. Bắt đầu từ những năm 1990, sau một thời gian, ông quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất có công suất 30 triệu gói mì trên tháng. Chưa kể, vị doanh nhân 6X còn mở rộng đầu tư sang cả đậu nành, cá và tương ớt. Năm 2002, vị doanh nhân tài năng quyết định đưa Masan trở về quê nhà bằng việc tung ra thị trường sản phẩm đầu tiên, nước tương Chinsu. Đây cũng chính là thời điểm đánh dấu sự ra mắt chính thức của Masan tại Việt Nam. Thị trường trong nước là chưa đủ, ông chủ Masan còn thể hiện rõ tham vọng chiếm lĩnh thị trường nước ngoài sau màn hợp tác với Sinha Sinha Asia Holding Private Ltd của Thái Lan năm 2015. Cũng từ đây, Masan tuyên bố sẽ mở rộng thị trường kinh doanh đồ uống, thực phẩm ra các quốc gia khác trong khu vực ASEAN. Cuối tháng 9 năm 2016, Masan tung sản phẩm nước mắm Chinsu thông dành cho thị trường Thái Lan, mạnh mẽ cạnh tranh với hàng trăm sản phẩm cùng loại tại thủ phủ của nước mắm. Thời điểm hiện tại, công ty cổ phần tập đoàn Masan đang sở hữu và quản lý 3 công ty con, bao gồm Masan Consumer Holding chuyên về kinh doanh thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng, Masan Nutri, Sain chuyên về kinh doanh thức ăn chăn nuôi chế biến thịt và Masan Resource kinh doanh lĩnh vực tài nguyên với nòng cốt là khoáng sản mỏ núi Pháo. Ngày 18 tháng 2 năm 2020, ông Nguyễn Đăng Quang chính thức đảm nhiệm vị trí chủ tịch Vincommerce sau khi nhận sáp nhập hệ thống siêu thị Vinmart từ Vingroup. Theo thỏa thuận sáp nhập giữa hai ông lớn Masan và Vingroup, tập đoàn của ông Nguyễn Đăng Quang nhận 83,74% cổ phần phổ thông của VCM. Bên cạnh đó, Masan có quyền lựa chọn nhận cổ phần tại một công ty con mới thành lập cho Vingroup. Theo đó, công ty mới này sẽ sở hữu cổ phần và vận hành VCM cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Mã Sản Consumer Holdings.